level của tôi nó thuộc cái dạng ông bà này, ông bà này ở được thì tôi cũng ở được, kiểu nó theo một cái đám như đông. Con thấy những cái đứa nó đang ở linh đàm ấy thì nó bảo như này là ở đấy tiện lắm anh ạ, bởi vì là xuống đường cái là có cái gì cũng có đấy, kiểu tôi đấy cũng rất quan trọng, cái gì cũng có. Thế thì nhưng mà có đổi lại là gì, là ở đấy căn hộ đấy nó chẳng có cái gì cả, nó như thằng ấy, nó như thằng Singapore ấy, mỗi căn hộ nó cứ Singapore hay Hồng Kông, mỗi căn hộ nó cứ bé bé nhỏ nhỏ, xuống đường thì cái gì cũng có nhưng mà trên nhà thì chẳng có cái gì, kiểu vậy. Thì nhà mình ngày xưa ở trên phố ấy, trên Nguyễn Huân ấy, cũng cứ ra đường đến tối kể cả 12 giờ đêm vẫn có cái ăn, vẫn có cái ăn. Và mình không xuống được Trường Chinh là bởi vì không có cái gì, toàn ếch nhái kêu. Cái lúc đấy toàn ếch nhái thôi. Vâng. Thế nhưng nhà mình cứ đóng cửa để đấy, có vâng. xuống đâu. Vâng. Đấy, trừ về sau này các con lớn lên nhiều quá rồi là ông bà các thứ khó tính các thứ, thế là mình mới chuyển đấy chứ. Vâng. Nhưng mà cái đấy là một yếu tố rất là phải quan tâm. Vâng. Vì là đấy thì mình không, mình có nhà nhưng mình vẫn không ra khỏi cái phố cổ ấy. Một cái phố kể cả cái hồi Nam Định cũng vẫn nhà bé tí nhưng vẫn cứ muốn ở đấy, không đi ra chỗ khác, không chỗ rộng hơn, vẫn chưa chịu đi. Cuộc sống như thế nó không trọn vẹn, nó cứ phải quây quần với nhau, phải có họ hàng bên kia, bà Phương, ông Phương bên này, họ thế kia rồi quen nhau rồi cũng muốn đi ra ngoài. Bây giờ trên phố thì lại ăn thì nó cũng mất khoảng cả đến rất nhiều năm như thế. Thế thì cái tâm lý đấy nó vẫn còn trong cái người dân, mặc dù tiền mình có mà mình cứ tiếp tục mình nâng cấp rồi đục khoét rồi làm xây rồi quét chát rồi đủ kiểu, nhưng mà rồi đến nó không thể bành ra được mà nó chỉ có đi lên cao thôi. Cái nhà mình ngày xưa nó các nhà nó đều thế, cho nên là đấy là một cái tâm lý mà mình đã ở trong cái tâm lý rồi nên mình cũng phải ca cái tâm lý đấy để mà tính toán cái chuyện xử lý thế nào để có được cái hàng. Liệu có nên làm cái nghiên cứu nhanh không, cái tâm lý ấy còn hay không, tức là tâm lý đấy để nghiên cứu nhanh còn không cần phải làm đâu cả, còn làm ngay cái người đang vừa đến ở cô bác ấy. Mình ra là khoảng chục câu hỏi thôi, là trước khi mà anh đến đây thì anh ở đâu, ví dụ như thế, và cái lý do gì mà anh lại đến đây, ví dụ như thế, và lý do gì mà anh mãi mới chần chừ, và cái gì để đó là mình thiết kế cho nó thật đúng cái assumption, cái giả thiết của mình, hypothesis của mình, chỉ cần chục câu thôi, người ta chỉ cần tích với yes or no chứ đừng có trả lời, đừng có open question, đừng có hỏi mở gì hết, rất khó phân tích. Mình đánh giá nhanh là quick and dirty, rất nhanh thì mình hiểu được cái bản chất của hiện nay là gì. Còn cái cách mà con đang làm thông minh ấy, là con toàn dựa trên rất nhiều cái gọi là IT công nghệ, rồi con assume là thế giới trẻ các thứ rồi sẽ như thế này thế kia rồi bắt đầu cái thế lao theo, nhưng mà không có cái evidence base của research study. Con phải làm nhiều research rồi chứ, những cái con nói bố là dựa trên rất nhiều research rồi. Thế tốt. Chứ không, đâu có làm vừa được. Về làm một cái này nó là làm một cái lớn đấy chứ. Thế tốt. Cô tưởng là con đang. Đương nhiên là bọn con phải làm nghiêm túc rồi, làm chuyên nghiệp đấy chứ. Bố cứ nhìn cái thông minh bọn con làm nó không phải là làm công nghệ. Công nghệ nó chỉ là một cái bổ trợ thôi, mà đúng hơn là một con nhắm đến cái tập khách hàng công nghệ. Bây giờ bố có biết là toàn bộ tất cả những trung tâm chăm sóc khách hàng của các hãng lớn nhất thế giới, ví dụ bây giờ iPhone của bố có vấn đề thì sẽ có một đứa ở sinh nó gọi điện cho bố để nó chăm sóc cho bố. Vì sao lại thế, tại sao thằng nó không đặt được ở Việt Nam? Đấy, nếu bây giờ bố đặt khách sạn qua một cái kênh mới bây giờ là kênh booking.com mà bên Trúc Chi đang làm ấy, mà bố có một cái gì bức xúc với khách sạn, bố yêu cầu booking và giải quyết cho bố,
thì sẽ có một đứa ở Thái Lan gọi cho bố, một đứa người Việt ở Thái Lan gọi cho bố. Thế sao thế? Đấy. Tất cả những cái nó không đặt ở Việt Nam. Đấy, rồi là trong năm vừa qua là hơn 50% mặt bằng văn phòng cho thuê được là từ các công ty IT. Nó chiếm hơn một nửa luôn. Trong hàng hàng trăm ngành nghề thì hơn một nửa là công IT về Việt Nam. Tức ở Việt Nam thì là cái các kỹ sư Việt Nam rất là giỏi. Và rất rất là nhiều những cái công ty Việt Nam bây giờ là bọn nó đang ở Tô Ngọc Vân. Các công ty quốc tế bây giờ nó đang ở Tô Ngọc Vân. Nó thuê một cái biệt thự đấy. Xong rồi nó tuyển bọn IT của Việt Nam, nhân sự Việt Nam về. Về đấy ngồi làm việc, lương rất là rẻ. Chỉ 1-2 nghìn đô một tháng một đứa thôi. Đấy. Thậm chí là 3 nghìn, 5 nghìn là cao nhất. Ngồi làm việc ở đấy, phục vụ cho thị trường thế giới. Đấy. Nó không việc gì nó phải đặt văn phòng ở các nước trên thế giới cả. Bởi vì là cái bọn IT thế giới vừa kém hơn lại còn đắt hơn, mặt bằng lương cao hơn. Thì Việt Nam nó một lần nữa là lao động giá rẻ. Nhưng mà bây giờ đã gần như là thứ nhất là cũng không rẻ lắm rồi. Thứ hai là đổi lại chất lượng tốt hơn hẳn. Tốt hơn bọn Tây nhiều. Bọn Tây toán kém, logic kém. Làm sao bằng được Việt Nam về IT? Kỹ sư IT của Việt Nam siêu hơn rất là nhiều. Đấy. Thế thì cái đám đấy bây giờ nó đang ở Tô Ngọc Vân rất là nhiều. Bởi vì là bọn nó cần những cái thằng đấy, bọn nó cần gì? Thứ nhất, một cái không gian sáng tạo. Thứ hai, một không gian biệt lập để cái đám IT này là có thể ăn ngủ nghỉ ở đấy luôn. Đấy, thế là tủ lạnh bao giờ cũng đầy đồ ăn. Rồi là giống Google ấy. Đấy. Nó cần một không gian sáng tạo và biệt lập. Đấy là cái thứ nhất nó cần. Cái thứ hai, không xa khoảng trung tâm quá. Đấy, nhưng mà nó phải cách trung tâm một khoảng tầm 20 cây. Đấy là các mô hình trên thế giới. 20 cây để làm gì? Để là cần cái gì? Là bọn nó đánh chuyến xe nửa tiếng, một tiếng là vào trung tâm. Không quá xa nhưng không được nằm trong trung tâm. Đấy, nằm trong trung tâm là giống như đại học đặt trong trung tâm, sao nhãng rồi là cà phê, cà pháo rồi. Không làm được việc. Đấy, một cơ xuôi trong đường này. Thế là bọn nó là đặt cách trung tâm tầm khoảng 20 cây thì giá thuê mặt bằng sẽ tốt. Đổi lại nó có thể dồn tiền và cho giảm được những nhân sự. Đấy, và ở cái thị trường thế giới về IT nó đang là như thế. Tất cả các trung tâm chăm sóc khách hàng nó đều đặt ở Thái Lan hoặc là Singapore trong khu vực này. Cái lý do thứ ba, cái điều kiện cần thứ ba của bọn nó ngoài cái việc là không gian sáng tạo, biệt lập, không cách quá xa trung tâm như kiểu là Bắc Giang chẳng hạn là thôi xa quá rồi. Đấy. Và lý do thứ ba nữa là nó chỉ cần nó kết nối mạnh. Internet phải mạnh. Internet phải mạnh và nó có trung tâm xử lý dữ liệu ngay tại chỗ. Đấy, bởi vì là tất cả các thông tin dữ liệu của bố về cái trải nghiệm của